Thịt bò nè, cũng có đây khoảng 3 phao, và có hành hành củ hành, một chút xí bột nêm rau cải và tỏi. Cường cũng có là thác cù so xíu này để mình trộn vào một tiêu đồ dầu, như chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì bắt đầu lại của Cường đúng cái bao nhiêu chỉ đoán là được rồi nha các bạn. Thật ra nấu dễ lắm, không có khó đâu. Thì trước hết bắt đầu mình rồi, Cường sẽ đổ một chút xí powder garlic lên, một chút xíu tiêu để ướp nó. Và một chút xí bột nêm rau cải. Nếu không có cải thì mình xài, thường thường Mỹ thì nó xài chicken base, còn mình xài cái này thì không. Đó, bây giờ mình lấy taco. Thì Cương sẽ bây giờ bao mình để đây nha, để không có miếng nát quá. Khi mình ăn thì nó cũng có một cái mình test được cái tới đoạn giai đoạn cắt tỏi. Sau khi mình ướp thịt nửa tiếng đồng hồ thì bắt đầu Cường sẽ bỏ đổ dầu vô chảo rồi xào thịt cho nó chín. Thì hồi nãy Cường có cắt củ hành đây một chút xíu, rồi Cường sẽ bỏ chút xíu kể này, Cường bỏ tỏi vô. Nếu mà các bạn cảm thấy không đủ gia vị thì các bạn có thể bỏ thêm cũng không sao. Đây là tôi đang bỏ một chút xíu, thêm một chút xíu. Đây là cái món này người Mỹ thích ăn lắm, nhất là ngày cuối tuần hoặc là khi mà coi game, coi thể thao, coi những cái trận thể thao, họ thích làm những món này ăn. Thỉnh thoảng mình hãy quậy đều lên, xào lên cho nó đều. Các bạn thấy không, bây giờ thịt bắt đầu nó khô lại nè. Nếu mà các bạn cảm thấy mà khi mà xào nước mỡ dầu nó còn nhiều quá, các bạn có thể cắt nó ra, cắt bớt cho nó khô. Thơm luôn rồi này. Như vậy là chiều nay mình có một món này ăn với bà xã mình nè, mà vừa coi football luôn. Đặc biệt bữa nay là có món la sét sầu riêng. Ở đây mình đắp một cái đĩa gì đi để cho nó nguội, ngay gối bánh chén được múc lên để. Đây là món taco mà mình mới làm đây các bạn, chuẩn bị ăn. Mình xếp một cái bàn, mình chuẩn bị đây là so sà nha. Đó. Bánh để gói taco.
Nói là xét đây, sầu riêng mình mới khui cái trái sầu riêng hồi nãy đây. Rất là thơm và ngon. Hấp dẫn không? Vừa ăn taco, rồi ăn la xét sầu riêng, rồi coi football và ly rượu nho hai vợ chồng mình đây. Đây là cái bánh mà mình đã làm cho các bạn thấy. Đó, mình bỏ chút xô xà lên, bỏ chút thịt lên, dùng bánh chén ép lại, cuốn sơ lại rồi mình ăn. Đó là cách kiểu của người Mễ. Còn không, nếu mà bỏ thêm một chút xí lettuce, cắt một chút xí lettuce bỏ vô ăn cũng ngon nữa, nhưng mà mình không có thời gian, thành ra mình có cái gì thì mình làm cái đó ở nhà. Hôm nay tôi đã làm được món taco ăn cho buổi chiều để coi Seahawks ngay đây. Seahawks đang chơi, sắp sửa chơi, còn 5 phút nữa nó sẽ chơi, thành ra bây giờ có đã xong hết rồi, thành ra Cường mời các bạn thưởng thức cái món taco của Cường làm nha. Và chúc các bạn được một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Sẽ hẹn các bạn lại trong chương trình tới. Bữa nay là ngày vui nhất là coi được ở nhà, hai vợ chồng ở nhà ngày weekend là coi football. Ok. Cheers. Cheers. Go Seahawks, go. Touchdown.